Rồi xin phép chào hai em. Hai em có thể giới thiệu hai em tên là gì? Dạ em tên Hoa, ở Phú Yên, quê quán Phú Yên. Dạ Em. em cho thấy quê quán cũng ở Phú Yên. Hai em là quê quán ở Phú Yên. Dạ. Hôm nay hai em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ nhờ giúp đỡ tụi tìm ba em mất tích. Tìm cha đúng không? Dạ. Cha em họ tên đầy đủ là gì? Dạ Võ Ngọc Quý. Võ Ngọc Quý. Là chú năm nay là nhiêu tuổi rồi Dạ em? 60. 60 60 hả? tuổi. Bỏ đi ngày nào? Dạ bỏ đi ngày 27 tháng 5 năm 2024. 27 tháng 5. Dạ. Hôm nay là ngày 17 rồi. Vậy là bỏ đi là tại ở quê hay ở đâu? Dạ bà đi tại quê luôn. Ba thì thường thường là có được bình thường không? Dạ ba em bình thường. Lý do gì ba bỏ đi? Dạ không biết nữa. Có giận mẹ chuyện gì không? Cái đó thì nếu có giận thì cũng không có đến nỗi giận. Trước giờ là ba có từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Dạ chưa. Em có biết rõ cái lý do gì mà khiến cha phải bỏ đi không? Dạ không biết nữa. Tất cả mọi thành viên trong gia đình có ai nói nặng nói nhẹ gì ba không? Dạ không. Ba là cụ thể là ở quê là ba còn đi làm không? Dạ ba em còn đi làm. Làm công việc gì? Dạ ba em làm bên dịch vụ mai táng, tẩm liệm đồ, mồ mẽ đồ này Gọi kia là đám rồi. tang đó đúng Dạ không? đúng rồi. Trong cái thời gian gần đây thì công việc có được ổn không? Là bữa đó ba em vừa làm xong luôn. Vừa làm xong là qua ngày mai là sáng mai là ba em đi đến chiều không liên lạc được. Kinh tế trong gia đình có gặp chuyện gì không? Dạ không anh. Vậy là tất cả mọi thứ đều bình thường. Dạ. Tới giờ phút này bản thân em là con, nhưng mà em chưa hiểu, chưa biết được là ba bỏ đi vì điều gì. Dạ. Khi ba bỏ đi là em có ở nhà không? Dạ không, em ở phía trong em rồi chiều mẹ em mới gọi lên hỏi. À, nhà em được mấy anh chị em đây? Dạ bốn anh chị em. Bốn anh chị em là mấy trai mấy gái? Dạ ba trai, một gái. Em là con ruột hả? Dạ đúng rồi. Còn em bên này? Dạ em là con dâu. À, con dâu là thường thường có ở với cha chồng không? Dạ em ở sát bên cha chồng. Mình có nghe ngóng được cái thời gian gần đây là có chuyện gì không? Dạ không anh. Vô lý à? À, ba bỏ đi Em nói lớn lên nào, hay em nói lớn lên. ba bỏ đi lúc 4:30 sáng rồi có 8 giờ em có gọi ba nhưng mà ba tắt máy rồi ba cúp luôn cho tới bây giờ. Ba và mẹ là không có chuyện gì đúng không? Dạ Có cãi vã gì không? dạ không. Hay là ba là trước giờ là chưa bỏ đi như vậy lần nào hả? Dạ đúng rồi. Ba có nhậu không? Dạ không. Lâu nếu con lâu lâu à anh, lâu lâu uống 1-2 lon vậy thôi. Tính tình của ba như thế nào đây? Dạ ba rất hiền. Sống trước giờ có mất lòng làng xóm ai không? Dạ không. Công việc gần đây là vẫn ổn định hả? Dạ ổn định. Là ba vừa làm xong đám là sáng ngày mai 4:00 từ sáng là ba đi luôn. Thường thường là đám đó có liên tục không hay là lâu lâu? Dạ nói chung là cũng Có khi thì liên tục còn có khi thì lâu lâu. là ba ở nhà là có chăm cháu gì không? Ba thương cháu lắm. Chứ là có giữ cháu không á? Dạ cũng có khi mẹ đi cũng có khi mà con cháu không ai giữ á, là ba vẫn giữ. Ba vẫn chăm cháu được. Từ bữa ba đi đến giờ là gia đình nhà mình tìm ba ở đâu rồi? Dạ tụi em nhờ bên công an rồi tụi em tìm ở ngoài em rồi nhờ cũng nhờ Facebook ở ngôi đó đang tìm ở mạng Phú Yên anh là cũng không có tin tức gì hết. Chưa có một cái thông tin Dạ gì. đúng rồi. Cũng có người chỉ nhưng tụi em đi đến đó thì không có. Bây giờ là hai em, một người là con ruột, một người là con dâu. Đang sợ nhất là ba sẽ gặp điều gì đây? Dạ. Sẽ sợ có người dẫn ba đi. Tại vì ba em đi không có đem theo giấy tờ tùy thân. Mình là thiên về cái gì, tâm linh hả? Mình đang sợ là người 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 ấm á hả? Dạ không, sợ người mình á, coi dụ ba đi. Tức là tính tình của ba em là vẫn bình thường, Dạ vẫn bình thường. vẫn ổn định, vẫn Không, minh mẫn. dạ đúng rồi. Nhà mình có đi xem bói xem toán gì không? Dạ cũng cũng có Có hả? nhưng mà mình coi thì cũng biết vậy thôi chứ kêu không có biết chỗ nào đó mình tìm anh. Anh hỏi để anh biết thôi. Dạ. Bởi vì rất nhiều trường hợp là người thân bỏ đi là hay đi xem bói xem toán. Dạ. Bởi vì anh đã chia sẻ rất nhiều rồi, mình đừng có đi xem bói xem toán, đó là cái điều thứ nhất. Bởi vì là tốn tiền, tốn thời gian mà lại ảnh hưởng tâm lý. Dạ. Tại vì câu chuyện nào anh cũng hỏi vậy á. Tại vì anh hỏi để anh chia sẻ cái thông điệp này cho tất cả mọi người là khi có người thân bỏ đi là đừng có đi xem bói xem toán. Không, 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 không có đúng đâu.
Bây giờ em hãy nói một cái điều gì đó với ba đi. Hy vọng ba em xem được video này, hoặc là cô chú anh chị xem được, giúp ba em sớm quay trở về. Nói lớn lên cho anh. Ba, nếu ba ở đâu thì bây giờ tụi con tìm ba. 20 ngày này không có tin tức gì của ba, tụi con lo lắm. Nếu ba ở đâu thì bây giờ, với gia đình có chuyện gì thì ba nói chứ. Ba đừng bỏ đi vậy, tụi con tìm không có ra ba. Rồi em là một người con dâu, nhưng có lẽ là cái tình cảm em thương ba chồng như là ba ruột của mình, đúng không? Em hãy nói một cái điều gì đó đi em. Điện thoại của em hả? Anh tắt nhá. Rồi em nói đi em. Em nói lớn lên nào. Con cũng là con dâu con, không mẹ như con, ba là một của con. Ba nói gì đều ba về với mẹ, các cháu ở nhà đã chờ ba 20 ngày đây. Mong ba thấy là biết này. Ba không chắc con, các cô cũng đi tìm ba khắp nơi hết. Thật sự rất buồn ha. Từ khi ba đi chắc cả nhà là không còn tiếng cười nữa đúng không? Mẹ bây giờ mẹ sao rồi, mẹ có lo lắng không? Dạ có. Mẹ năm nay là nhiêu tuổi rồi đây? Dạ 59. 59. Dạ. Mẹ 59 ba 60 hả? Dạ. Khổ thật sự khổ. Gia đình hai em có cái điều nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ hai em tìm ba về không? Dạ có. Em nói đi. Giờ giờ em cũng nhờ các cô, nhờ các cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng có thấy ba ở nơi đâu thì liên hệ bên bên chú Hải đỡ tìm lại giùm ba con. Cô cũng xin cảm ơn cộng đồng mạng, các cô các bác các anh chị em gần xa, ai thấy ba của con thì liên hệ về chú Hải. Cô cũng xin cảm ơn các cộng đồng ba mình ấy, là có cái dấu hiệu gì dễ nhận biết bên ngoài không? Dạ ba, ba có cái tóc bạc trắng luôn. Bạc trắng cao là một mét mấy đây? Một mét sáu, tầm cỡ mét năm mấy, năm sáu. Nặng nhiêu ký? Dạ 40 ký. Ồ, gầy vậy hả? Dạ. Ôi, vậy là ba rất gầy rồi. Hồi lúc ngoài tay có dấu hiệu gì không? Dạ không, ba đeo chiếc đồng hồ màu trắng với lọ. Ba đi là ba mang dép lào màu vàng. Dép lào màu vàng. Dạ. Quần áo ngày đi đó là mặc bộ quần áo gì? Tay xanh cho với áo sơ mi xám. Là không có mang theo quần áo đi đúng không? Dạ. Ba được không? Ba cũng bỏ căn cước công dân ở nhà luôn. Ba không mang theo căn cước công dân. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chú như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp chú sớm quay trở về đoàn tụ với vợ cũng như là với các con các cháu ở nhà. Từ ngày mà chú đi thì tất cả mọi người thân trong gia đình là bỏ hết công ăn việc làm, cũng như là gia đình rất lo lắng về cái tình trạng. Thứ nhất là lo lắng rằng chú đi ra bên ngoài không biết đi đâu về đâu như thế nào, và đặc biệt rằng là chú là tuổi già sức yếu rồi, nên rất sợ rằng là cái thời tiết hiện nay là nắng mưa, cũng như là bên ngoài là gặp người này người kia thì sợ chú lại gặp những vấn đề là không tốt. Nên rất mong tất cả cô chú anh chị xem video này, chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái thông tin chính thức là chú ở đâu để giúp chú sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Cái sự việc của hai em thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay hai em, một người là con ruột, một người là con dâu, về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cha. Hai em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cha mình không? Dạ em đồng ý. Chúc hai em thượng lộ bình an về Phú Yên. Dạ. Và cái điều đặc biệt là cha em sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất nhé. Em cũng cảm ơn đội hiệp sĩ của chú Hải để đi tìm ba em giúp tụi em. Rồi xin phép chào anh rất nhiều. Rồi xin phép chào hai em. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều. Và chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã bớt chút cái thời gian quý báu để lắng nghe, theo dõi, xem hết video này cũng như là giúp đỡ gia đình. Em không biết nói gì hơn thì xin chân thành cảm ơn. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.